Một tuần đã trôi qua và tuần mới bắt đầu. Chúng ta đã được gặp lại nhau, cô xin chào hôm nay. Trước, chúng ta đã tìm hiểu về tầm quan trọng của nhà ở cũng như đặc điểm chung của nhà ở. Để xem các em nắm được bài như thế nào thì cô có 7 câu hỏi sau đây dành cho các em. Câu thứ nhất. Đây là một hiện tượng thời tiết cho chúng ta cảm giác nóng nực. Theo em, đáp án sẽ là gì? Gồm 4 chữ cái. Đó chính là nắng. Câu số 2. Người miền Trung phải hứng chịu ảnh hưởng thiên tai này. Theo em, thiên tai nào mà người miền Trung chịu ảnh hưởng nhiều nhất? Gồm 6 chữ cái. Đó chính là bão lụt. Câu hỏi thứ ba, nhà ở có vai trò gì đối với con người? Đáp án là bảo vệ. Câu thứ tư, đây là một đồ vật để trang trí cho ngôi nhà đẹp hơn, sáng hơn, gồm 3 chữ cái. Đó chính là đèn. Câu số 5. Là một đồ vật trang trí làm cho căn phòng trở nên đẹp và gần gũi với thiên nhiên hơn. Câu này gồm 7 chữ cái. Đây là một đồ vật để trang trí thường hay thấy nhất trên bàn học nè, bàn ăn nè hoặc bàn làm việc. Đó chính là bình hoa. Câu số 6. Là nơi nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Câu này tương đối đơn giản ha, đó chính là phòng ngủ. Câu cuối cùng là nơi được trang trí đẹp nhất của ngôi nhà. Đó chính là phòng khách. Sau khi đã hiểu xong vai trò cũng như đặc điểm của nhà ở thì hôm nay cô và các em sẽ học tiếp bài số 1. Nhà ở đối với con người phần tiếp theo. Vì điều kiện tự nhiên cũng như phong tục tập quán ở mọi địa phương khác nhau mà ở nước ta có nhiều kiến trúc nhà đa dạng và phong phú. Vậy cô và các em cùng nhau tìm hiểu phần ba la mã, một số kiến trúc nhà ở đặc trưng của Việt Nam. Trước khi đi vào bài thì các em hãy cho cô biết kiểu kiến trúc nhà nào em thường thấy ở mỗi khu vực sau: nông thôn, thành thị và vùng sông nước. Ở nước ta có nhiều kiểu kiến trúc nhà khác nhau tùy theo điều kiện tự nhiên và tập quán của từng địa phương. Có thể kể đến một số kiến trúc phổ biến theo từng vùng như: các em thấy ở vùng nông thôn thường sẽ có kiểu nhà ba gian truyền thống, gồm một nhà chính và hai nhà phụ. Nhà chính thường được dùng để sinh hoạt chung, nơi nghỉ ngơi, nhà phụ như khu vực bếp, chỗ để dụng cụ lao động, chuồng chăn nuôi. Nhưng cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, nhà ở nông thôn ngày nay cũng được xây dựng theo phương hướng hiện đại, nhà ở riêng lẻ một hay nhiều tầng, mái ngói hay bê tông, xung quanh có sân vườn như trong hình. Các em có thể quan sát hình ha. Một bên là nhà ba gian truyền thống, một bên là nhà ba gian hiện đại. Còn đối với nhà ở vùng núi cao thường là kiểu nhà sàn. Kiến trúc này được dựng trên các cột phía trên mặt đất, bao gồm phần sàn dùng để sinh hoạt chung như nghỉ ngơi, ăn uống. Còn khu vực dưới sàn dùng đựng để dụng cụ lao động hay tránh thú dữ hoặc cột gia súc gia cầm. Thì
Hệ thống phao dưới sàn giúp cho ngôi nhà nổi trên mặt nước có thể di động hoặc cố định ngôi nhà. Người dân còn tận dụng phần dưới ngôi nhà để nuôi một số loại thủy hải sản như trong hình chúng ta vừa thấy. Còn ở thành thị, chúng ta sẽ bắt gặp một loại nhà có diện tích lớn, đứng độc lập trên một mảnh đất rộng rãi, có khuôn viên bao quanh ngôi nhà. Thoáng mát, thường có hàng rào chắn, kiểu kiến trúc đó được gọi là nhà biệt thự. Ở đây chúng ta sẽ có một không gian sống tiện nghi và thoải mái. Nhà biệt thự thì kiểu kiến trúc nhà này tương đối phổ biến đối với chúng ta, đó chính là kiểu nhà chung cư. Được thiết kế dạng căn hộ không gian riêng cho từng gia đình và là không gian chung cho nhiều hộ gia đình sinh sống tại đây. Kiểu kiến trúc thịnh hành nhất mà các em hay thấy nhất ở thành thị đó là khu nhà liên kế, hay còn gọi khác là nhà liền kề. Nhà được thiết kế một tầng hoặc nhiều tầng, có thể tận dụng vừa để ở và vừa để kinh doanh. Thì các em có thể thấy nước chúng ta rất nhiều kiểu kiến trúc nhà ở khác nhau, tùy theo điều kiện tự nhiên, tập quán của từng địa phương như nông thôn. Thì sẽ có là thường có kiểu nhà ba gian truyền thống, hiện nay phổ biến kiểu nhà riêng lẻ một tầng mái ngói hoặc bê tông. Xung quanh nhà thường có sân, vườn. Nhà ở thành thị thì kiểu kiến trúc sẽ có nhà liên kế, nhà chung cư, nhà biệt thự. Ở các khu vực khác, nhà sàn ở vùng núi cao, nhà bè ở vùng sông nước. Các em có thể ghi bài vào tập. Chúng ta vừa tìm hiểu xong kiểu kiến trúc nhà ở, vậy để xây được các kiểu kiến trúc đó thì chúng ta cần những vật liệu gì? Thì chúng ta qua phần 4 la mã, vật liệu xây dựng nhà. Các em hãy quan sát trong hình và kể tên cho cô các vật liệu có trong hình. Các vật liệu có trong hình gồm ngói, lá, gạch ống, tre, gạch bông, đất sét, gỗ, tôn. Vậy theo em những vật liệu đó thì vật liệu nào dùng để dựng vách nhà? Vật liệu nào dùng để xây và lợp mái nhà? Còn đất sét thì có thể dùng để xây phần nào của ngôi nhà? Dựa vào hình trên, các em có thể thấy những vật liệu như tre trẻ thành thanh mỏng và đan thành tấm thì chúng ta sẽ dùng để dựng vách nhà. Muốn lợp được mái nhà và thì chúng ta có thể dùng các loại lá như lá chanh, lá dầu dừa, lá cọ, vân vân. Ngoài ra thì đất sét có thể dùng để xây phần vách nhà hoặc đắp nền nhà của ngôi nhà. Vậy ngoài những vật liệu trên, các vật liệu nào khác dùng trong xây dựng mà em biết? Chúng ta có các loại vật liệu khác sau đây như một thép, 2 cát, 3 kiến, 4 đá, 5 các loại sơn dầu. Đây là một số vật liệu
dùng trong xây dựng mà các em biết. Tóm lại, như các em thấy thì vật liệu xây nhà chủ yếu bao gồm vật liệu nhân tạo và vật liệu có sẵn trong tự nhiên. Vật liệu có sẵn trong tự nhiên gồm cát, đá, sỏi, gỗ, tre. Vật liệu nhân tạo như gạch, ngói, xi măng, thép, vân vân. Các em có thể ghi bài vào tập. Hãy xem quy trình trộn vữa và trộn bê tông trong sách giáo khoa trang 111 và hoàn thành phiếu học tập số 1. Đối với phiếu học tập số 1 thì chúng ta có 3 câu hỏi sau. Câu hỏi thứ nhất, để liên kết các viên gạch với nhau thành một khối tường, người ta dùng vật liệu gì? Câu hỏi số 2, hỗn hợp vữa xi măng cát được tạo thành bằng cách nào? Câu hỏi số 3, cho vữa xi măng cát vào giữa các viên gạch nhằm mục đích gì? Tập số 1 thì chúng ta có thể trả lời như sau. Câu hỏi thứ nhất, để liên kết các viên gạch với nhau thành một khối tường, người ta dùng vật liệu gì? Đó chính là vật liệu gồm cát và xi măng. Câu hỏi thứ hai, hỗn hợp vữa xi măng cát được tạo thành bằng cách nào? Đó là chính là chúng ta sẽ trộn cát, xi măng, nước với nhau sẽ ra được hỗn hợp vữa xi măng cát. Câu hỏi thứ ba, cho vữa xi măng cát vào giữa các viên gạch nhằm mục đích gì? Đó chính là để liên kết các viên gạch lại với nhau. Là quy trình xây dựng nhà ở. Em hãy làm theo các yêu cầu sau đây. Yêu cầu đầu tiên, đó là hãy sắp xếp các bước dưới đây theo trình tự trước sau trong quá trình xây dựng nhà ở. Khi công xây dựng nhà, hoàn thiện ngôi nhà, chuẩn bị xây dựng nhà. Theo em, bước nào là bước đầu tiên, bước nào là bước thứ hai và bước nào là bước thứ ba? Sau khi các em sắp xếp được các trình tự đó rồi thì các em cho cô biết các công việc trong hình 1.9 sách giáo khoa trang số 12 thuộc bước nào trong quy trình xây dựng nhà? Như các em có thể thấy, yêu cầu đầu tiên để được xây một ngôi nhà hoàn chỉnh thì đầu tiên chúng ta cần phải chuẩn bị xây dựng nhà. Sau khi chúng ta chuẩn bị xong thì chúng ta sẽ tiến đến bước 2, đó là thi công xây dựng ngôi nhà. Sau khi mình thi công hoàn thành thì chúng ta sẽ bước đến bước cuối cùng, đó là hoàn thiện ngôi nhà, giúp cho ngôi nhà chúng ta đẹp hơn, xinh hơn. Tương tự đó thì các hình tương ứng các giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là chuẩn bị thì sẽ tương ứng với hình làm quen, làm việc với kiến trúc sư. Vẽ thiết kế. Chọn vật liệu. Tóm lại, bước đầu tiên là chúng ta chuẩn bị, chúng ta sẽ làm việc với kiến trúc sư để vẽ được thiết kế ngôi nhà mình ưng ý. Sau khi có được thiết kế của ngôi nhà thì chúng ta sẽ tiến hành chọn vật liệu để xây dựng cho phù hợp với yêu cầu. Đối với bước thứ hai thi công thì chúng ta sẽ gồm làm móng nhà, xây tường, lợp mái. Trong quá trình thi công thì việc làm móng nhà rất là quan trọng, nó giúp ngôi nhà của chúng ta giữ vững được hay không.
Tiếp đến chúng ta sẽ xây tường và lợp mái nhà. Bước cuối cùng đó là hoàn thiện ngôi nhà. Để hoàn thiện ngôi nhà thì chúng ta sẽ quét vôi, lắp đặt hệ thống điện nước. Tóm lại, đối với quy trình xây dựng nhà ở gồm 3 bước sau đây. Bước 1, chuẩn bị, chọn kiểu nhà, vẽ thiết kế, chọn vật liệu. Bước 2, thi công, xây móng, dựng khung nhà, xây tường, lợp mái. Bước 3, hoàn thiện, trát tường, quét vôi, trang trí nội thất, lắp đặt hệ thống điện, nước. Các em có thể ghi bài. Để tổng kết lại kiến thức, cô có các câu hỏi sau dành cho các em. Câu hỏi thứ nhất, em hãy cho biết kiểu kiến trúc nhà ở trong mỗi hình 1, 2, 3. Như các em có thể thấy, hình 1 là kiểu kiến trúc nhà sàn. Hình 2 là kiểu kiến trúc nhà liền kề, hay các em gọi nhà liên kế cũng được. Kiểu kiến trúc thứ 3 là nhà chung cư. Số 2 thì các em hãy liệt kê các kiểu kiến trúc nhà phù hợp với các khu vực sau đây. Theo các em, khu vực thành thị sẽ phù hợp với kiểu kiến trúc nhà ở nào? Thành thị sẽ phù hợp với các kiểu kiến trúc nhà như nhà chung cư, nhà liên kế, nhà biệt thự. Còn đối với khu vực nông thôn thì các kiểu kiến trúc phù hợp nhất đó là nhà ba gian, nhà một tầng, nhà mái ngói. Còn đối với vùng núi cao thì kiểu kiến trúc phù hợp đó chính là nhà sàn. Còn vùng sông nước thì kiểu kiến trúc phù hợp đó là nhà bè, nhà nổi, nhà xây trên cọc. Tiếp theo câu hỏi số 3, em hãy cho biết những ngôi nhà trong hình dưới đây đang thực hiện ở các bước nào trong quy trình xây dựng nhà? Hình 1, hình 2, hình 3. Hình 1 là thi công. Hình 2, hoàn thiện. Hình 3 cũng là thi công xây dựng ngôi nhà. Quan sát hình ảnh và trả lời câu hỏi số 4. Em hãy quan sát các ngôi nhà dưới đây và cho cô biết ngôi nhà nào có kết cấu vững chắc nhất. Như các em đã thấy thì hình A là ngôi nhà xây bằng lá, hình B là ngôi nhà xây bằng tre, ngói, hình C là ngôi nhà xây bằng gạch, đá, bê tông. Thì các em cũng sẽ đoán được hình có kết cấu vững chắc đó chính là nhà 2 tầng hình C. Vì cột nhà, sàn nhà xây bằng bê tông, phần tường nhà thì sẽ xây bằng gạch. Ngoài ra, các kiểu kiến trúc nhà đa dạng phong phú ở Việt Nam thì chúng ta sẽ bắt gặp ở trên thế giới còn nhiều kiểu nhà độc đáo và sáng tạo như nhà trên xe. Nhà trên xe chúng ta có thể vừa ở và vừa lái xe để chúng ta đi khắp nơi ha. Tiếp theo, nhà bằng liều tuyết. Ngôi nhà này thường xuất hiện ở những vùng châu Âu có tuyết rơi, có nhiệt độ cao thì chúng ta mới xây dựng được ngôi nhà kiểu tuyết rơi này. Hình 3 đó chính là nhà trên cây. Hình 4 là nhà container. Cuối cùng là nhà ống. Nhà ống thì ở Việt Nam các em hay bắt gặp nhất ở những homestay, các em hay đi du lịch như Vũng Tàu cũng có, Đà Lạt cũng có. Thì các em sẽ thấy cái kiểu nhà này ha.
Về nhà thì các em làm cho cô bài tập về nhà như sau. Nêu ý tưởng thiết kế ngôi nhà có các căn phòng chức năng phù hợp với các thành viên trong gia đình em. Cái này là bài tập về nhà dành cho các em. Làm bài ra thì các em về nhà học hết bài số 1 và xem cho cô bài số 2, sử dụng năng lượng trong gia đình. Theo dõi của các em.